Sáng nay, tàu hộ vệ tác chiến chống ngầm INS Kintan của Hải quân Ấn Độ cùng 219 sĩ quan thủy thủ đoàn đã rời cảng thành phố Hồ Chí Minh kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong năm 2020 tàu Hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của tàu INS Kintan lần này nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với quân đội và Hải quân Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước. Trước đó, trong 3 ngày, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12, sĩ quan thủy thủ tàu INS Kintan đã tham gia các hoạt động, tặng quà một số đơn vị Hải quân Việt Nam, tặng dụng cụ, vật chất cứu trợ cho Bộ Ngoại giao Việt Nam và luyện tập vận động đội hình, luyện tập thông tin liên lạc với tàu vùng 2 Hải quân Việt Nam.